Thị trường quyền sử dụng đất có rất nhiều điểm hạn chế khi vận hành trong hành lang chính sách đã không còn phù hợp với thực tế. Thất bại trong cơ chế điều tiết cung cầu và giá, thị trường quyền sử dụng đất chứa đựng nhiều vấn đề bất cập như thất thu ngân sách, không tạo ra động lực tăng trưởng, quyền lợi của người dân thuộc diện thu hồi đất bị ảnh hưởng, tạo cơ hội cho đầu cơ và tham nhũng chính sách, trong khi người dân và doanh nghiệp rất khó khăn trong tiếp cận đất đai. Để khắc phục những hạn chế của thị trường quyền sử dụng đất, kỳ vọng được đặt vào chất lượng của dự án sửa đổi luật đất đai. Dự án sửa đổi lần này cần được thực hiện với cách tiếp cận mới, phù hợp với cơ chế thị trường, trên cơ sở những đánh giá khách quan, yêu cầu thực tiễn. Ở những lần sửa đổi trước đây, những bất cập của luật đất đai hầu như còn nguyên bởi tư duy làm luật kiểu cơi nới. Hạn chế căn bản của thị trường quyền sử dụng đất là mất cân đối cung cầu về đất đai trên các thị trường bộ phận, bao gồm cả với đất ở, đất nông nghiệp, đất công nghiệp. Muốn phát triển nông nghiệp bền vững, đặc biệt trong thời đại công nghiệp 4.0, thì phải tạo điều kiện cho tích tụ đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn. Tuy nhiên, thị trường giao dịch quyền sử dụng đất nông nghiệp lại rất sơ khai và có nhiều rào cản, như quy định về hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp không quá 10 lần hạn mức giao đất, hạn chế về đối tượng chuyển đổi, cho thuê, đối tượng nhận chuyển nhượng. Khó khăn trong giao dịch quyền sử dụng đất nông nghiệp là nguyên nhân dẫn đến việc chưa thu hút được sự đầu tư của khu vực doanh nghiệp vào nông thôn. Hiện nay cái thị trường giao dịch chuyển quyền sử dụng đất đang còn ở trạng thái rất là sơ khai và tốc độ rất là chậm, và nó ảnh hưởng rất lớn đến những cái nhu cầu cũng như là cái hoạt động trong việc mà chúng ta mong muốn thúc đẩy cái chính sách tích tụ đất đai. Bởi vì cái khi mà những cái giao dịch đó ở trên thị trường nó chưa thuận mua vừa bán, những người ta không gặp nhau và chưa có nhu cầu, cũng như là người ta không biết tìm đâu nhu cầu đó, thì rất khó để chúng ta tạo những cái động lực mới cho phát triển và tăng trưởng ở khu vực nông thôn. Ruộng đất không còn là tư liệu sản xuất mà lại trở thành vật bảo hiểm xã hội, vật tiết kiệm để dành, thì chúng ta không thể nào có được một cái thị trường đất đai lành mạnh. Với đất ở, hạn chế thể hiện rõ ở câu chuyện quỹ đất dành để phát triển dự án nhà ở tại các đô thị lớn không còn nhiều. Sự quá tải hạ tầng xã hội ngày càng trầm trọng hơn tại các khu vực đô thị, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình quy hoạch và phát triển đô thị trong thời gian tới. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa tốt, dẫn đến lãng phí tài nguyên. Diện tích đất nông nghiệp bị chuyển sang đất ở quá lớn, trong khi dự án, nhà đầu tư thiếu vốn, dự án chậm tiến độ, dẫn đến nhiều diện tích đất bị bỏ hoang hóa. Hệ lụy đầu tiên, phải nói rằng là cung nhà ở và bất động sản trong giai đoạn từ 2018 đến 2020 là giảm rất mạnh. Như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hai cái thị trường bất động sản lớn nhất giảm 10 lần. Và nó làm cho giá bất động sản nhà ở hiện nay tăng cao tại hai nơi này. Trong vài năm trở lại đây, đất công nghiệp là phân khúc thành công và nổi trội hơn cả khi Việt Nam được đánh giá là một điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư nước ngoài. Sự phát triển của phân khúc này sẽ còn lớn hơn nếu như tháo gỡ được những hạn chế trong nhận chuyển nhượng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thế chấp quyền sử dụng đất. Một bất cập khác của thị trường quyền sử dụng đất là thiếu công cụ kiềm chế cầu đầu cơ. Nguyên nhân là do Việt Nam chưa có thuế tài sản lũy kế cho những cá nhân, hộ gia đình sở hữu bất động sản thứ hai, thứ ba. Chính sách tín dụng cũng chưa tính tới việc kiềm chế cầu đầu cơ. Cầu đầu cơ càng lớn, càng nằm ngoài kiểm soát, thì giá cả trên thị trường giao dịch quyền sử dụng đất càng cao và biến động mạnh. Khả năng tiếp cận nhà ở, đất kinh doanh, đất nông nghiệp của cầu thực càng yếu đi. Còn tồn tại quá nhiều khoảng mờ về thông tin, thiếu minh bạch, thiếu công bằng trong tiếp cận thông tin. Đây là mảnh đất màu mỡ cho đầu cơ phát triển. Cái nguồn lực lớn nhất của quốc gia này là đất đai, mà thị trường đất đai không phát triển, để nó méo mó chuyển thành cái thị trường đầu cơ. Cái sự hạn chế, cái sự thiếu minh bạch trong những cái khâu như là quy hoạch này, đấu thầu này, cấp phép này, nó làm cho cái thông tin ấy, nó bất cân xứng và nó đẩy ra cái sự kỳ vọng của dân chúng và nhà đầu công chúng và nhà đầu tư nó lớn, và nó làm tạo ra những cái cầu ảo. Yếu điểm và cũng là nút thắt của thị trường quyền sử dụng đất đó là cơ chế giá đất. Khung giá đất làm căn cứ để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất,
thấp so với thị trường, không bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên, nhà nước, người dân, doanh nghiệp, dẫn đến tranh chấp khiếu kiện. Trong nhiều năm, số lượng vụ việc khiếu kiện liên quan đến đất đai luôn ở mức cao, chiếm tỷ lệ khoảng 70% trong tổng số vụ việc. Theo nghiên cứu các công cụ điều tiết thị trường quyền sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam của nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, sự xung đột lợi ích trong khuôn khổ chính sách hiện hành đã gây nên nhiều hệ lụy. Những xung đột lợi ích phát sinh khi cơ quan nhà nước, chủ yếu là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, vừa đá bóng vừa thổi còi trong nhiều công đoạn. Đơn cử như việc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh vừa có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, vừa có thẩm quyền thay đổi bổ sung quy hoạch nhưng lại không phải chịu trách nhiệm giải trình về việc chậm công bố thông tin hay biến quy trình lấy ý kiến của các bên có lợi ích liên quan thành một việc làm mang tính hình thức. Tại các đô thị lớn, tình trạng điều chỉnh quy hoạch theo hướng nâng mật độ, tầng cao làm biến dạng quy hoạch ban đầu khá phổ biến. Theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt năm 1998, khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính, thành phố Hà Nội có mật độ xây dựng 34,88% dự án, có 8 tòa nhà cao trung bình 6,7 đến 7,5 tầng. Cho đến nay, sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, hiện mật độ xây dựng ở đây tăng lên hơn 50% với 16 tòa nhà cao từ 17 đến 34 tầng. Các tiện ích chung, khu đất công cộng của cư dân bị thu hẹp dần. Dân số cũng tăng lên, khiến cơ sở hạ tầng sập sệ. Nếu không vấp phải sự phản đối của người dân, thì khu đất ký hiệu CN có diện tích khoảng hơn 4.300m2 lại tiếp tục được điều chỉnh quy hoạch để xây dựng thành tòa nhà gara cao tầng, văn phòng, kết hợp thương mại dịch vụ với quy mô 18 tầng nổi và 3 tầng hầm. Liên quan đến việc một số quyết định liên quan đến lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp. Tuy cái quy định đã được nêu rõ và cụ thể, tuy nhiên cái việc liên quan cái điều chỉnh của các quy hoạch này thì lại chưa được chi tiết hóa, chưa được cụ thể. Mà thông thường là gì, ban đầu quy hoạch rất là tốt, rất là đẹp, mảng màu của các mảnh đất rất là rõ ràng. Nhưng mà sau đó thì đến khi đi vào sử dụng thì các mảng màu của đất bắt đầu thay đổi khác nhau, tức là chuyển mục đích sử dụng không kiểm soát được. Nhiều địa phương điều chỉnh quy hoạch nhiều lần do chất lượng quy hoạch thấp, thiếu đồng bộ, thiếu tư duy và tầm nhìn dài hạn. Nhưng cũng có không ít trường hợp điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, chiều theo lợi ích của nhà đầu tư. Điều đáng nói là cho tới nay đã có một số nhà đầu tư bị xử phạt vì vi phạm quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch, nhưng chưa có cơ quan thẩm quyền nào phải giải trình hoặc chịu chế tài xử phạt do quy hoạch kém chất lượng, điều chỉnh quy hoạch sai quy trình. Theo kết quả giám sát của Quốc hội năm 2019, cả nước có gần 1.400 dự án điều chỉnh quy hoạch từ 1 đến 6 lần. Quy hoạch điều chỉnh luôn theo xu hướng tăng tối đa lợi ích cho nhà đầu tư, giảm tối đa các diện tích công cộng và lợi ích của người sử dụng. Hà Nội là địa phương có tỷ lệ điều chỉnh quy hoạch cục bộ lớn nhất, lên tới 70%. Tỷ lệ này ở thành phố Hồ Chí Minh là hơn 40%. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Tuấn, trưởng bộ môn quản lý đất đai, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho rằng, về mặt chính sách, quy định pháp luật về quy hoạch vẫn còn nhiều lỗ hổng. Cần có quy định chặt chẽ hơn về công bố thông tin quy hoạch, công khai quy hoạch, trách nhiệm của cá nhân tổ chức trong công bố công khai thông tin quy hoạch. Có thể thấy rõ sự thiếu vắng trách nhiệm giải trình cũng như giám sát các cấp quản lý. Bởi vậy, những vấn đề như quy hoạch kém chất lượng vẫn được phê duyệt, vi phạm quy hoạch và hợp pháp hóa các vi phạm của doanh nghiệp, cá nhân không được giải quyết tận gốc. Trong năm 2020 và 2021, diễn biến tăng cao của giá đất được ghi nhận ở rất nhiều địa phương, nhưng phản ứng của cơ quan quản lý rất chậm. Tương tự là động thái của cơ quan quản lý, chính quyền địa phương trước tình trạng khu đô thị bỏ hoang, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề không đưa vào sử dụng đã cả chục năm. Mức độ phản ứng, cái trách nhiệm của cơ quan quản lý ngành, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với quy hoạch sử dụng đất, đối với địa phương. Ví dụ như là khi Đông Anh hay là Quảng Ninh hay là Ninh Bình có những thông tin về việc đó là chỗ này sẽ có dự án lớn, chỗ kia sẽ có dự án lớn. Và để thị trường chạy như vậy cho đến vài ba tháng thì cơ quan quản lý mới lên tiếng. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai đã từng được đưa vào chương trình của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 khi những vướng mắc trong việc thi hành các quy định của luật này gây ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực đất đai và cả nền kinh tế. Sau khi rút khỏi chương trình của kỳ họp thứ 8 đến kỳ họp thứ 9 và thứ 10,
do cơ quan chủ trì soạn thảo chưa chuẩn bị xong, nên dự án luật này lại một lần nữa lùi thời gian sửa đổi sang nhiệm kỳ Quốc hội và Chính phủ mới. Cần gọi là nhìn lại, cần tìm ra nhược điểm và chúng ta phải sửa. Là bởi vì cuộc sống nó không chờ sửa luật đâu. Nó có quy luật của nó, vướng cái gì sửa cái đó. Đấy chính là nguyên tắc của cuộc sống. Trước những yêu cầu thực tiễn cấp bách, Chính phủ đã có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đưa dự án luật đất đai sửa đổi vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Cơ sở để Chính phủ đưa ra đề nghị này là căn cứ vào nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và một số nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương liên quan đến định hướng hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai. 11 nhóm chính sách liên quan đến đất đai được Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung đã đề cập toàn diện những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai. Một là làm rõ vai trò trách nhiệm của nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý đất đai, phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Hai là phân loại đất theo mục đích sử dụng, theo không gian và chức năng sử dụng đất. Ba là hoàn thiện quy định về các đối tượng sử dụng đất để bảo đảm đồng bộ thống nhất với các pháp luật khác có liên quan. Bốn là nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo vệ cải tạo, nâng cao chất lượng đất đai. Năm là thu hồi đất để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sáu là hoàn thiện chính sách chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác. 7 là về kinh tế đất đai, giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 8 là đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. 9 là quản lý sử dụng đất nông nghiệp nhằm khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn. 10 là hoàn thiện quy định về quyền của người sử dụng đất và chế độ sử dụng các loại đất. 11 là hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp đất đai. Sửa đổi luật đất đai sẽ tạo ra những tác động rất lớn đến nền kinh tế. Cùng với đó, những hạn chế tồn tại của thị trường quyền sử dụng đất sẽ được khắc phục khi có được sự minh bạch, loại bỏ xung đột lợi ích, làm rõ trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý địa phương. Theo báo cáo đánh giá của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, sớm sửa đổi luật đất đai theo hướng thị trường hơn là một trong những trọng tâm nếu muốn đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2021-2025. Với 11 nhóm chính sách được đề nghị sửa đổi bổ sung, việc sửa đổi luật đất đai lần này được kỳ vọng sẽ thực sự rõ nét, giải quyết được những vấn đề căn cơ liên quan đến đất đai.